cử chỉ đáng ngờ, những hành vi mập mờ để che giấu một tội lỗi kinh hoàng, hay tận cùng là một câu chuyện đầy tình nhân ái. Tai họa sắp tới rồi đấy nghe chưa? Kịch tính, bất ngờ, giao cảm xúc, hồ sơ trinh thám. Sao bạn gái của bồ mà mày cũng dám giật hả mày? Mày có phải là con người nữa không? Con. Bạn gái tao đâu? Bây giờ mày có đánh tao á, cũng có giải quyết được gì đâu. Nghĩ cách tìm được Mai đi. Im mồm đi thằng chó. Alo, Lâm gái hả? Có chuyện rồi. Mày tới đây gấp đi. Để tao nhắn tin cho mày địa chỉ qua số điện thoại nha. Trời là trời. Tao theo khách sạn, tao theo thằng trời được rồi. Tao tới lò ba đi thang máy cũng mỏi chân luôn à. Có chuyện gì kể nghe. Trời ơi bạn tốt, muốn giới thiệu trai đẹp cho tôi đúng không? Nè, để trai đẹp tôi mới bỏ trong phần làm điếu tin vui được đi cần vai đấy nha. Đang nhúc dầu sôi lửa bỏng, ông đừng có giỡn nữa được không? Giỡn xíu thay đổi không khí làm căng thẳng. Thôi được rồi, nghiêm túc nè. Bây giờ anh có tâm sự gì á kể cho Lâm Beautiful nghe đi nè. Rồi nhìn cái mặt bí bí vậy chắc là có tâm sự phải không trai đẹp, nói nghe đi nè. Mai người yêu của ông Hoàng á, nó nói á là hết yêu ông Hoàng rồi. Mày nói láo chó.
mới vô là làm không khí căng thẳng quá. Từ từ bình tĩnh để nghe người ta kể. Trai đẹp, kể tiếp đi. Mai nó nói là nó có chuyện buồn. Rồi tối hôm qua tôi với Mai có đi nhậu nhung xỉn. Rồi tôi mới đưa Mai về khách sạn này ngủ nè. Nhưng mà sáng ra tôi không thấy Mai đâu hết. Tôi có tìm chạy xung quanh đây nè, nhưng mà vẫn không gặp. Lúc đó tôi mới lấy điện thoại ra, tôi gọi cho ông Hoàng tới. Cái phần quan trọng, cái phần important trong cái vấn đề này ở đâu sao không kể? Chẳng lẽ một nam một nữ rồi đi vô khách sạn rồi nhìn nhau ngủ hả? Thật sự là tôi với Mai không có làm gì hết. Khốn nạn. Chắc chắn là Mai đã gặp chuyện rồi. Nếu mà Mai bỏ đi á thì Mai đã cầm thấy cái sách cái giỏ này rồi, chứ không để đây đâu, hiểu không? Oh my god, Mai đây rồi. Quân đã vào phòng tắm, mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quân chỉ nói là muốn gặp mình trước khi đi du học, nhưng lại kéo mình tới đây. Nói là sẽ về trong ngày nhưng lại ép mình nhậu và thuê khách sạn để nghỉ lại. Quân luôn mồm nói là không sao, nhưng mình nghi là sẽ có chuyện chẳng lành. Mai viết di chúc để lại rồi. Đó, mày đã làm gì Mai? Hả? Mày, mình tỉnh đi. Trời ơi, có gì tao, tao thề với mày luôn á là tao không có làm gì Mai hết. Tao đó không làm gì Mai kìa, có làm gì đâu. Trời ơi, con chó nào mà khốn nạn dễ sợ, nhảy lên quy lên cắn nguyên giáo thiệt này con trời. Mày, mày, mày. Mày, 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 mày. Mệt quá à, muốn tìm Mai không? Lúc nào cũng căng thẳng à. Bây giờ á, nếu mà muốn tìm Mai á, thì để tôi tìm. Tìm xong hai người muốn làm gì làm. Ok, ok Mai. Ra ngoài giải quyết tâm sự. Mệt não quá à. Đi. Cái đẹp. Tao thề với tụi bay á là... Thôi thề thốt hoài mệt quá hà. Bây giờ nè, hình ảnh camera cho thấy á là Mai không có đi ra từ cửa cổng chính. Bây giờ nè, trong camera nè là Mai không đi ra cổng chính á. Có lẽ Mai bắt thôi hết trời. Mày nói đi, mày đã làm gì Mai? Có phải vì Mai cự tiền nên mày... Mày, đã tao nói với mày rồi á là tao không có làm gì Mai hết. Được rồi, cái lộn hoài. Bây giờ á, ráng cố nhớ lại coi ngày hôm qua nhậu ở đâu. Thôi được rồi, tụi bay theo tao. Ôi, dạ chào mấy anh, mời mấy anh ngồi. Hello Kinh. Dạ. Chỗ này tối qua tao với Mai nhậu á, bay muốn hỏi gì hỏi đi. Hello Kinh, chị muốn hỏi một số cái chuyện được không? Giờ quán tôi đóng cửa rồi, tôi xin lỗi nha. Ê, nói im đi. Trời, lật lọng dễ sợ, mới mời người ta ngồi đó, giờ về quán đóng cửa là sao? Nè, hai chàng đẹp trai đứng đây chờ tôi. Cưng, qua kia chế chế. Nhanh lên, ngồi xuống đó, nhẹ nhàng bình tĩnh thôi. Tôi là Thánh Tử, tôi muốn hỏi Cưng về một vài chuyện được không? Cưng có quen anh đó hả? Hôm qua tôi thấy anh ta và cô gái đó. Chị, chị cứu em với chị dẫn em ra ngoài kia với chị. Em đi. Tôi đã định kêu người giúp rồi, nhưng mà anh ta đưa cô gái đi rồi. Mày tin tao đi, thực sự á, tao không làm gì Mai mà. Đến giờ này mà mày còn chối tội nữa, mày đã làm gì Mai? Mày giấu Mai ở đâu? Trời đất ơi, mày nghĩ sao với Hoàng? Tao thề với mày á là tao không có làm gì Mai hết. Thôi được rồi, ông Hoàng bình tĩnh đi. Còn anh chàng trai đẹp nè, khỏi giải thích. Có khi là anh chàng đẹp trai này á quên ký ức của mình thiệt. Chúng ta phải có cách làm cho anh ta nhớ ra. Trời ơi, hú hồn không? Từ đây mà nhìn lên tới lầu 3 trời, sợ sánh mặt luôn á trời. Mà bà Mai á, bà không ra bằng cửa chính. Vậy thì chắc chắn bà sẽ nhảy cửa sổ bà ra. Hả? Trời, không lẽ bà nhảy từ lầu 3 nhảy xuống đây luôn? Mày, sợ mày nói cái gì vậy Lâm?
Mày nói gì chẳng khác nào là tao hại Mai hả? Thực sự á, là tao không có làm gì Mai hết. Tao xin mày đó Quân, mày hãy nói cho tao biết mày giấu Mai ở đâu đi. Tao xin mày đó. Thực sự là tao không có làm. Tụi mình đó sống với nhau từ nhỏ tới giờ, mày không tin tao hả Hoàng? Tao không có làm gì Mai hết. Chồng của Mai. Cái chồng của Mai. Con. Chính mày. Chính mày đã giết Mai. Tao không có mà. Mày còn mày gì nói nữa không? Thật sự tao không có mày. Tao không ngờ tao coi mày là bạn thân mà mày lại giết Mai. Mày nghĩ sao với anh em với nhau? Khi tao thức dậy là không thấy Mai đâu. Lúc đó tao mới gọi cho mày đó. Đúng là tao đã nhìn lầm mày. Mày không phải là con người. Cái gì mà cái dây máu ghê quá hả? Sợ quá. Máu dây. Chính mày đã dùng sợi dây này xiết cổ Mai đúng không hả? Hai tụi bay á, tin tao đi, tao thề với hai tụi bay á là tao không có làm gì Mai cả. Để tụi mình sống với nhau từ nhỏ tới giờ mà tao không có làm gì Mai cả. Nè, có khi á cái chàng đẹp trai này nè bị uất sốc quá cái là quên sạch mắt luôn kéo thì sao? Trời, mày nói gì vậy Lâm? Thật sự á, đầu óc của tao á tao không có quên gì cả. Cũng có khi á là cái anh chàng này anh không có nói dối đâu, nhưng mà chắc có lẽ là đang che giấu cái điều gì đó đó. Bây giờ á, trai đẹp có chuyện gì giấu á cứ kể ra hết đi. Tôi cái gì nữa, giấu giếm gì nữa, kể ra hết đi. Rồi, còn để tụi tôi biết mà tìm Mai nữa chứ, giấu hoài sao biết được trời. Lúc sáng mà khi thức dậy á là tôi đã thấy vết máu này rồi nè, mà thật sự á là không phải tôi làm. Sao trai đẹp biết là trai đẹp không làm? Thì tối hôm qua lúc mà uống say á là Mai muốn ăn ái với tôi, nhưng mà khi tôi tắm ra là cô ấy không đồng ý nữa. Thực sự lúc đó tôi say quá, tôi không nhớ rõ nữa. À, mà đúng rồi, tôi có tìm thấy loại thuốc này nè. Có khi nào á Mai uống thuốc tự tử không? Đây là loại thuốc trợ tim của Mai. Mày đã xô Mai ngã và lúc đó Mai đang cầm thuốc, mày không cho cô ấy uống. Mày đã xiết cổ Mai, mày khốn nạn, mày đã giết Mai. Thôi. Nè, con làm hết hồn hết vía, sợ quá trời. Thôi bây giờ nè, chỉ còn tôi trai đẹp thôi đó. Trai đẹp cố nhớ lại coi là lúc đó dẫn Mai đi đâu. Thực sự á, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Có khi nào á rồi trai đẹp cho Mai uống say rồi làm Mai bị bất tỉnh chết, sau đó đẩy Mai xuống ban công không hả? Lâm, không lẽ tôi giết Mai rồi? Tôi giết Mai rồi hả Lâm? Lâm ơi, đúng không Lâm? Đi bây giờ này đi ra ngoài, đi ra ngoài ban công. Mày nói nghe nè, chuyện đâu còn có đó. Nếu mà cậu ta làm gì sai trái thì sẽ có pháp luật trừng trị cậu ta. Được chưa? Để tôi báo công an kiểm chuyện này. Nhưng mà Mai của tao. Tôi biết rồi. Chuyện đó để pháp luật lo, để công an lo. Mình quá à. Alo, em nghe nè thầy. Hey, Quân bỏ trốn rồi. Bây giờ trường tao á, ai có gì? Thôi, mày đi đâu chị đi? Mày tao báo công an cho.
khi nhà trường không liên lạc được với em Quân, cho nên người đứng vị trí thứ hai thì được nhận học bổng này. Nhưng em lo hoàn tất một số thủ tục hồ sơ đi để chuẩn bị chuyến đi sắp tới. Thưa thầy, em tới rồi. Dạ, em chào thầy. Tại sao? Tại cái gì? Tại kế hoạch của mày đổ bể hết rồi. Dạ, xin lỗi thầy. Xin thầy vui lòng nhường cái sân khấu này cho tụi em giải quyết nội bộ. Dạ, em cảm ơn thầy. Thôi chuyện của các em thì thầy cũng không muốn dính líu làm gì. Nhưng mà chuyện gì thì căng thẳng gì thì căng thẳng nha. Nhưng các em nên nhớ, các em là bạn của nhau đó. Dạ, cảm ơn thầy. Cái này thầy xin để đây. Em chào thầy. Bây giờ chuyện gì muốn giải quyết thì trước tiên phải cho trai đẹp của tôi ngồi. Mời trai đẹp ngồi. Mời gái đẹp ngồi. Mời ngồi. Sao kế hoạch đổ bể nhìn mặt cưng căng thẳng quá vậy? Có gì cứ bình tĩnh ha. Chà, ngây thơ quá ta. Tao đã nói rồi, có khi á mày bị sốc quá, mày quên không từng á. Ngay từ đầu mày đã muốn giành cái học bổng này rồi, cho nên mày đã phối hợp với cô gái xinh đẹp này để mà bày mưu tính kế hại anh chàng trai đẹp này là anh chàng Quân đây. Và cuối cùng cái cô gái đẹp này là Mai đã cho Quân uống say, rồi sau đó cầu cứu cô phục vụ quán nhậu. Và ngay cả cái việc mà viết cái tờ giấy gì đó ở trong cuốn sổ á cũng là bằng chứng giả thôi. Quân nhớ đúng, Mai có té đập đầu vào cạnh tủ nhưng mà không có chảy máu. Mai á đã tự bôi máu lên cái tủ và bỏ lọ thuốc ra sàn, nhưng mà chỉ hơi tiếc chút xíu thôi là bị một cái lỗi ở trong cái khâu chuẩn bị đạo cụ đó. Thì đương nhiên những viên thuốc trắng đó thực chất không phải là thuốc trợ tim mà chỉ là những viên thuốc đau bụng bình thường thôi. Và cái vệt máu đó đương nhiên không phải là do Mai mà là do mày. Vệt máu nó do mày mà ra. Mai thì không có cánh để mà bay, cho nên cô nàng đã trèo qua ban công để sang phòng bên cạnh. Căn phòng đó đã được mày đặt theo trước đó rồi. Và dĩ nhiên anh chàng Quân đẹp trai này đẹp trai, cao to, vạm vỡ nhưng mà không có cánh để mà bay, hiểu không? Cho nên tao đã bắt Quân trèo qua phòng cửa sổ kế bên. Nói nghe nè, bây giờ trai đẹp cứ nhận giết Mai đi, hiểu không? Chút nữa khi nào tôi đẩy trai đẹp ra ngoài ban công, leo sang ban công bên cạnh, tất cả mọi chuyện sẽ rõ, hiểu chưa? Không như gì hết, tính làm sao tỏ sự gì? Nghe tôi đi. Lâm ơi, tôi giết Mai thật rồi. Lâm ơi, đúng không Lâm? Đúng rồi. Bây giờ này, đi ra ngoài ban công. Và chính căn phòng đó mày cũng thuê cho Mai từ trước. Tao thật sự rất sốc khi thấy Mai ở đó. Tao không ngờ mày á là con người như vậy. Tất cả kế hoạch á là của Mai. Nó muốn giúp tao thôi, tao không biết gì hết á. Mày khỏi cần hỏi nữa. Mai đã kể tao nghe hết rồi. Ủa? Mai? Sao em ở đây? Em xin lỗi anh. Tại vì Hoàng biết em có tình cảm với anh. Cái chết bầm này á là do nó đánh em đó hả? Hoàng muốn em giúp ảnh có được học bổng của anh như để đền tội. Từ nhỏ cho tới lớn tao đều thua mày. Ba mẹ tao không bao giờ hài lòng về tao. Họ lấy mày để làm gương cho tao. Thiệt là nực cười. Tao chỉ muốn thắng mày một lần thôi. Nhưng
Trời. Thằng này nói chuyện nghe mắc cười quá vậy trời ơi. Mày làm như vậy á, mày hại chết trai đẹp thì sao trời. Tao chỉ muốn á, khi tao đi qua được Mỹ rồi á, thì Mai sẽ xuất hiện và nó sẽ không sao. Chỉ vậy thôi. Trời trời, cái thằng này suy nghĩ đơn giản nè. Con người trời. Thằng khổ nạn của mày nghĩ đơn giản quá. Trời ơi là trời. Đứng chờ nãy giờ 5 phút đồng hồ chưa tới nữa. Da đen hết trơn hết trọi rồi. Bực mình dễ sợ luôn à. Đứng đợi ai mà làm bèo vậy? Đợi bạn tôi chứ đợi ai chứ. Ý trai đẹp, du học sinh mới về nước. Nhớ bà quá. Nhớ quá trời. Đây. Hả? Giờ lần này có quà. Có quà cho tôi. Đây, quà bự luôn. Cảm ơn nhiều cho trai đẹp. Cảm ơn bà chuyện 2 năm trước luôn nha. Có gì đâu, nhờ vậy á mà tôi cũng có thêm một người bạn mới. Wow, đẹp quá à. Đúng không? Đẹp. Ủa? Đem ba bịch quà tự nhiên tặng tôi bịch cùng hai bịch kia cho ai trời? Thì hai bịch này nè, tôi tính nhờ ông. Cái gì? Tính nhờ bà á. Đưa hai bịch này cho Hoàng với Mai giùm tôi. Tại vì tôi về đâu có cơ hội gặp hai người đó đâu. Gì trời? Nhìn ra. Vô đi hai cân. Tất cả nằm trong lòng bàn tay của chế. Chào hai người khỏe chứ? Chào bạn. Đây, có quà cho ông luôn. Đã chưa? Mặc em nè. Hai người khỏe không? Khỏi. Nhưng là biết khỏe rồi. Khỏi người ta được rồi. Nè, nó nhỏ nghe nè. Sao? Nhỏ đó đó. Nhỏ xanh đó đó. Thủ tiết mấy năm nay chờ đẹp trai trở về đó. Trời ơi, cái ông này ông nói gì vậy?